quyết thì cái ngày mùng 2 tháng 9 thì nó cũng rất là ý nghĩa. Thì nhà thời gian sắp tới đây cũng chuẩn bị đến ngày mùng 2 tháng 9 thì cảm thấy không khí rất là tấp nập, khi đây là một cái ngày lễ kỷ niệm 70 năm. Để nhớ về 70 năm về trước thì thực chất Phú Quyết nó chỉ là trong cái trí tưởng tượng, còn để đến 70 năm về đây thì đây là một cái ngày quốc khánh rất là trọng đại, Quyết rất là tự hào. Đối với Quyết từ hồi bé thì thực chất Quyết thì cũng không trải qua những cái khó khăn gọi là đáng kể, thì chỉ có những cái khó khăn lớn là khi bước vào bóng đá thì cũng có những cần phải trải qua những cái giai đoạn rất là vất vả, thì về luyện tập cái thời kỳ đấy là cũng là rất là nhỏ. Thì sau khi vượt qua thì đến thời điểm hiện tại thì Quyết cảm thấy mình cũng đã đạt được những cái mà mình cũng tự hào, nhưng không vì thế mà mình cố gắng để đạt được những cái thành tích cao hơn. Bây giờ đối với Văn Quyết không chỉ là đá bóng, đó là danh dự của quốc gia, khi Văn Quyết là tuyển thủ của đội tuyển thì sẽ cố gắng từ những cái công tác sinh hoạt tập luyện để trở thành một cầu thủ tốt, công hiến cho bóng đá Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà còn đấu trường khu vực. Đấy là cái trách nhiệm của bản thân Văn Quyết đang cố gắng xây dựng cái hình ảnh này.